Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sống ở Phú Yên. Hôm nay Hùng mua được con cá măng. Hôm nay mình review cách làm chả cá măng nhé các bạn. Thường thì cá măng chỉ có làm chả là ngon nhất thôi. Không có làm, mình chưa thấy món nào ngon hơn là làm chả đâu. Bởi vì cái cá măng này nó xương lắm các bạn. Nó cực kỳ nhiều xương. Mà thịt nó nát đó. Nó nhão. Cá măng mua về ta cho muối vào, rửa sạch, đánh vẩy hết đi các bạn nhé. Né né con dao ra bởi vì thực sự nếu đưa lên YouTube thì cũng không nên có nhiều cái cảnh nó có quá nhiều dao. Lâu lắm mới mua được con cá măng to như vậy đấy. Cá măng nhỏ vẫn làm được nhé. To nhỏ đều làm được hết. Con này dài hơn 1 mét. Kéo cẩn thận là cái ấy nó đâm vào tay đấy. Lấy cái cắt cái măng. Tay phụ nữ hơi yếu, cắt hơi khó. Để tay mình vừa làm thì nó nhanh. Mấy cái này xong rồi mình lại bón cây các bạn ạ. Cho vào gốc cây. Cái gai đấy, cái răng nó này các bạn này. Ý quên là cái mang ấy, cái mang kia nó có cái răng sắc lắm. Cái gai này cẩn thận nó đâm vào tay nhé. Sắc lắm luôn đấy. Tại sao nó cái đấy để nó làm gì mà nó lại nhờ, cái mang cá mà sao nó sắc thế, cái như cái gai kim ấy. Hồi đầu về mình không biết ăn, mình nấu cắt ra khúc ra mình nấu canh, nhưng thực sự nó quá nhiều xương răng. Làm cách này thì các bạn có thể làm với cả cá nhỏ cũng được, to cũng được, đều được hết. Cứ lấy cái thìa là cạo thịt của nó thôi. Mà tài lắm. Cái xương của nó chạy đi đâu các bạn? Nó dính vào da của nó luôn. Cách làm món cá măng nhé các bạn. Cách làm sao để làm cho cá măng, mình ăn cá măng một cách ngon nhất, thì đây là mình đang review cho các bạn cách làm món chả cá măng. Chả cá măng. Cá măng mua về chúng ta rửa sạch, bỏ hết nội tạng đi, sau rồi lấy cái thìa kìa, chúng ta nạo thịt của nó nhé. Đó, nạo đến khi nào còn trơ mỗi một cái xương với da thôi. Cá măng này thì nó rất là nhiều thịt các bạn ạ, rất nhiều xương các bạn ạ, thịt cũng có nhiều, như vừa nãy mình làm đấy, còn chỉ có chút xíu lòng thôi, cái ruột của nó thôi, còn lại là thịt, thịt với cả da xương này. Bỏ ra xương đi thôi. Ăn cá măng này ngon lắm các bạn ạ. Làm hơi kỳ công một tí nhưng ăn cực kỳ ngon. Đây mình quay thấy các bạn, xương nó dính, nó lẫn vào cả thịt nữa đấy. Nhưng mà không phải là nó nhiều đâu, cũng sẽ có nhưng mà không phải là mình làm cái khúc này nó dễ làm hơn cái khúc đuôi.
Để của anh cái kia nó dịch ra đằng kia. Còn cá măng còn tươi, giòi giòi. Anh chị cô bác nào mà quê ở xứ Nẫu mà đi xa quê hương nhìn thấy món cá măng này lại muốn chạy về quê làm bát canh cá xong rồi lại đi làm tiếp nhỉ. Thực ra ở đây thì mình vẫn thấy các cô bác vẫn cứ gửi đồ hải sản cá mú vào cho các con ở trong Hồ Chí Minh hay này nọ. Gần biển chả có gì, toàn cá mú. Đây thịt cá măng này, nạo ra. Để ráo nước các bạn nhé, đừng để nước cái thịt ấy. Đây là cái nước của cái thịt cá nó chảy chảy ra. Mình đừng để cho nó dính nước vào trong này, xong nó ăn nó tanh mà nó không ngon. Ta để khô ráo nó dẻo như này. Thành quả sau khi làm xong đấy các bạn này. Đã. Cũng không biết được là còn được là bao nhiêu thịt nữa đâu. Thịt cá măng này các bạn ạ. Sau khi vừa nãy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để lấy được cái thịt cá măng này ra. Bây giờ sau khi mà mình đã bỏ hết tất cả nội tạng và da đi thì đây là phần thịt cá măng mình còn lại đây. Hôm nay mình làm món chả cá măng thì mình cho thêm giò sống vào các bạn nhé. Đây là giò sống. Gọi là giò người ta chưa làm chín ấy, các bạn đi ra hàng giò chả các bạn mua cái giò đấy, em thì sẽ giữa đây đó, cái ra hàng giò chả thì mua cái giò này về để trộn lẫn. Vừa nãy là một con cá măng của mình là 4 cân và bây giờ mình cũng không cho nhiều cái giò này lắm đâu. Ở đây là gồm có tiêu này, ớt này và một ít dầu với cả hành hành củ đó, mình cho vào. Thực ra cái món này các bạn cho một ít dầu ô liu là thơm lắm. Nhưng mà không có thì các bạn cho dầu ăn bình thường cũng được hoặc mỡ cũng được. Nhưng cái mùi vị của dầu ô liu bao giờ nó cũng hấp dẫn hơn. Đó, các bạn trộn đều lên. Trộn đập đập làm sao nó dẻo lên thôi, không phải cho vào máy quay để quay đều cái kia đâu nhá, máy xay lên là hỏng bét đấy, bởi vì bây giờ cái thịt nó đang dẻo ngon như hồng đỏ như này mà. Thank you.
cá không bở. Các bạn thấy không? Cái thịt cá nhiều khi bảo là bỏ quá. Các bạn thấy cái thịt cá của em chưa? Ăn là nó dai và cá, chứ không phải là ngọt từ đường hay ngọt từ thịt chính hay là ngọt từ thịt heo thì em không cho cái đấy vào nhé. Tất cả đều là cá, nhưng mà lựa đúng cái loại cá mà mình làm chả cá. Trước tiên là cá phải tươi. Một cá mà đã chết ươn lên là bản thân cái thịt nó giống như mình làm giò á. Cá như hôm rồi lên là còn tươi, nó còn mạch máu tươi, mà khi mà em nạo ra rồi là nó vẫn còn quết ở trong cái thìa là cái muỗng á, thì nó được cái đó. Đó, đây thì là chỉ có hạt tiêu, hành khô với cả nước mắm. Đấy đó, đơn giản, hạt tiêu, khô, nước mắm. Em làm chỉ đơn giản nhất chứ không không cầu kỳ về nguyên liệu gia vị. Nghĩa là toát lên cái món ăn là nó đúng cái vị của nó. Thôi em xin phép tạm dừng video ở đây. Em cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã đồng hành follow ủng hộ kênh của em đến thời điểm như thế này. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc mọi người có một cái kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình và cùng làm những món ăn mà mình yêu thích để giảm những cái căng thẳng mệt nhọc sau một ngày làm việc. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và bình an.